Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Các bạn thân mến, thì ở cái video buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn sắp xếp cái câu đố hay là cái mã ví ở cái dự án Rocky Rabbit để chúng ta nhận về 2,5 triệu điểm Poi ngày 18 tháng 9 năm 2024 các bạn nhé. Ok, thì chúng ta sẽ đi tiến hành chúng ta sắp xếp mã ví luôn. Mã ví đầu tiên này, tiếp đến là cái mã ví thứ hai, mã ví thứ ba này, mã ví thứ tư, mã số 5, mã số 6 này, tiếp đến mã số 7 này, tiếp đến mã số 8 này, mã số 9 này, mã số 10 này. Rồi, mã số 11 này và mã số 12 thì để nguyên các bạn nhé. Rồi ok, thì chúng ta sẽ nhấn check. Rồi như vậy là cái mã ví này của ngày hôm nay rồi chúng ta là chính xác nhé. Và chúng ta đã nhận về 2,5 triệu điểm POI ngày 18 tháng 9 năm 2024. Ok, thì chiều nay thì có cái combo 3 thẻ bí ẩn cũng như là chứng phục sinh. Thì mình sẽ tiếp tục cập nhật với các bạn ở cái video chiều nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.